tăng cường thêm chiếc 100 nữa anh em ơi, thì là thêm hai máy 100 luôn. Đây 100 này chứ có đây. Sạc lấy bao luôn nè. Ừ. Máy này chạy nhanh lắm anh em. Đó. Rồi, thứ gì chịu nói không? Tay khủng thiệt chứ. Vượt theo 100 chạy trước à. Quá dữ. Đang đi xuống đây anh em ơi, còn 100 này nó còn đang trên kia kìa. Bây giờ cắt ở đây cũng muốn gần hết lô này à. Máy này chạy quá nhanh luôn. Máy này còn dòng cuối đang đi cắt ở đây anh em, còn 100 kia nó qua bên kia. Gì chưa nói đâu, nó chạy rồi. Vét cái bờ ở trong nè. Chạy dữ thiệt. Đi cắt nữa anh em ạ. Máy này chạy quá nhanh luôn. Rồi qua bên kia cắt nữa anh em. Rồi cho nó chạy rồi. Thì máy này cũng mới vừa qua cái lô máy bên đây anh em. Ở đây là ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Tiền Giang anh em ơi. Máy cắt chạy không có người nào hứng chứ. Đậu lại à. Bao xuống nè. Tính đâu mà máy cắt mà không có người đào hứng nha. Rồi hai chồng bao luôn. Rồi tiếp tục thêm một chồng nữa là ba chồng. Mà ngày máy này chạy cũng nhanh lắm anh em. Bên này mình qua bên xã bên An Gia, bên Kiên Giang mình quay luôn anh em ơi. Xã này gọi là xã Bình Giang. Đang xếp bao nãy giờ chưa gọi nữa. Tài xế chuẩn bị chạy. Rồi, chuẩn bị rồi đó. Máy này chạy nào ngày nhanh lắm anh em ơi. Chạy quá đẹp luôn. Rồi vô cắt luôn. Đó. Cắt lô bên đây vừa gọi qua lô mới luôn anh em ơi. Máy này chạy nhanh lắm. Máy này cũng mới mua hay gì nè anh em ơi. Ra đồng chạy thử máy nè. Tại cái hậu cái bờ bên này qua đó, bên kia nó xa quá. Gần máy này nó chạy dữ lắm. Đang quay đầu qua.
Cái này nào ngày mới ra thử ra đồng chạy thử máy anh em ạ. Cái này cũng mới mua nè. Máy này chạy quá dữ. Rồi. Chạy thử máy coi nó có ra lúa không. Con nó chạy nè anh em, dữ dằn luôn. Chạy biết bao xa còn cái hơi nó còn ngủ hầm hừ quá dữ. Máy này anh em đây còn trăm lẻ kia nó sẽ thử máy anh em ạ. Máy đang đi xuống nè anh em, máy này đi trước. Chạy rồi. Hôm nay cũng mới mua bên nước bạn về thử máy ngày đầu tiên luôn nè anh em. Dữ luôn. Thứ gì chịu nổi. Máy chạy quá đỉnh luôn. Dần xa nó bự, nhanh khủng thiệt. Máy này chạy cũng không thua gì máy trước anh em. Máy này chạy cũng dữ lắm luôn à. Máy này cũng đi vô anh em ơi. Tại mua máy này ở nước bạn mới về nè. Mới làm thùng lại ra cắt khai trương ngày đầu nè. Thì ở đây thì còn máy này anh em ơi. Máy kia thử máy nó nãy đi về. Còn là cái chân lẻ nè. Máy này chạy cũng dữ lắm à. Chân lẻ đã đi xuống, máy này chạy cũng không thua gì máy nãy. Còn vài vòng nữa rồi anh em ơi, hậu này dài quá dài luôn.
ông ấy tốt hàng cây bên kia luôn, có nằm xa 100 mét rồi. Mai này hết bao cái gì anh em ạ, còn đây thì cũng còn 2 lam nữa là rồi hết bao luôn, không còn cái bao nào luôn. Rồi chờ lấy bao. Đang lấy bao nè. Rồi tiếp tục cắt anh em ạ. Cũng còn một vòng hai vòng nữa là rồi anh em. Hậu này dài quá dài luôn. Là đi xuống cái nữa mới hết anh em à, còn vẫn đi xuống nữa rồi hết. Cái hậu này nó dài, lúa còn trắng đồng hết luôn nè mà. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.